Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S Channel. Trong thời điểm hiện tại, những chiếc smartphone đang ngày càng trở nên thông dụng hơn trong cuộc sống của chúng ta. Nó thay thế cách thức liên lạc cũng như sử dụng hàng ngày. Sự nâng cấp phần cứng không ngừng trên smartphone cũng mang lại nhiều sự thay thế tiện dụng, mà điển hình là camera. Ngay sau camera, chắc hẳn sẽ là máy nghe nhạc. Ngay sau đây sẽ là bản tổng hợp những chiếc smartphone theo cáo đánh giá là hỗ trợ rất tốt cho nhu cầu nghe nhạc. Xét trên cấu hình phần cứng mà chúng được trang bị ngay bên trong, chúng ta hãy chính thức bắt đầu ngay bây giờ. Thiết bị đầu tiên trong danh sách cho là chiếc flagship đến từ HTC, chiếc One 19. Dù bị đánh giá là một trong những sản phẩm thất bại vì doanh số bán quá thê thảm, tuy nhiên nếu xét trên mảng miếng âm thanh, One 19 vẫn là một sự lựa chọn tốt về nhiều mặt. Về cấu hình phần cứng ngay bên trong, One 19 vẫn được duy trì bộ đôi loa kép bung sao danh tiếng. Máy xuất hiện công nghệ Dolby Audio giúp nâng cao chất lượng âm thanh, đồng thời thì cũng hỗ trợ chơi pha nhạc có định dạng là FLAC 16 và 24 bit. Xin lưu ý là hiện tại trên thị trường có khá ít thiết bị hỗ trợ giải mã chuẩn nén âm thanh FLAC. Bộ đôi loa kép bung sao trên One 19 thì vẫn cho mức âm lượng vượt trội, có thể đánh giá One 19 là hoàn toàn áp đảo so với các đối thủ của mình về khả năng phát âm lượng bằng loa ngoài. Khi kích hoạt công nghệ Dolby Audio, người dùng sẽ có trải nghiệm âm trường rộng hơn, bass dày hơn, rất thích hợp khi nghe những bản nhạc sôi động. Bên cạnh đó thì tương tự như tiền nhiệm M8, nguồn ra jack 3.5mm trên 19 vẫn được đánh giá là có mức âm lượng lớn nhất trong thế giới smartphone. HTC One 19 thực sự là một lựa chọn khá hoàn hảo, có thể nói là dùng gì cũng tốt, từ loa ngoài cho đến jack 3.5mm. Điểm trừ trên 19 là sự sơ sài trên phần mềm, máy không hỗ trợ bộ chỉnh âm Equalizer cũng như chỉ cho phép kích hoạt bật tắt Dolby Audio. Thiết bị thứ hai trong danh sách sẽ đến từ Sony với chiếc Sony Z3. Bản thân mình thì cũng khá bất ngờ khi Z3 lại lọt vào danh sách, nhưng đúng là với những chi tiết về phần cứng mà Sony đã đặt lên Z3, thiết bị này khá đáng giá để bạn phải bỏ tiền. Trong một bản cập nhật phần mềm, Sony đã từ bỏ Walkman trên cái máy Xperia nói chung và thay thế nó bằng ứng dụng nhạc thông thường. Mặc dù vậy thì đó chỉ là phía phần mềm, còn nói về những trang bị phần cứng bên trong, Xperia Z3 vẫn rất đáng quan tâm. Thiết bị này thì vẫn được trang bị bộ đôi loa kép stereo. Xperia Z3 thì cũng được hỗ trợ công nghệ tái tạo chất lượng nhạc, một trong số những công nghệ cốt lõi trên các dòng máy Walkman chuyên nghiệp. Công nghệ này sẽ giúp khôi phục các dải âm bị mất do quá trình nén pha nhạc, tái tạo lại chất lượng âm thanh khi phát tốt hơn. Đồng thời thì với sự hỗ trợ từ bộ đôi chip xử lý âm thanh đặt bên trong thân máy, Z3 được đánh giá là mang lại trải nghiệm rất gần với chuẩn Hi-Res 24bit 192kHz. Tất nhiên là chiếc flagship này thì vẫn được trang bị công nghệ Clear Audio Plus quen thuộc trên các máy Sony. Máy cũng được trang bị thêm tính năng chống ồn chủ động. Tính năng này sẽ được kích hoạt khi sử dụng đồng bộ với một bộ tai nghe phù hợp. Nhược điểm trên Z3 thì khá trái ngược với One 19 khi mà nguồn ra trên jack 3.5mm của Z3 khá thấp. Mức âm lượng trên bộ đôi loa kép stereo của Z3 cũng không cạnh tranh được với bung sao trên One 19. Tuy nhiên thì với những gì mà phần cứng của Z3 mang lại, thiết bị này vẫn rất nổi bật với nhu cầu sử dụng một chiếc smartphone phục vụ tốt cho việc nghe nhạc. Thiết bị kế cuối trong danh sách sẽ đến từ Samsung, chiếc phablet mới nhất Galaxy Note 5. Khả năng âm thanh trên Note 5 thì vẫn được Samsung đầu tư kỹ lưỡng, tuy nhiên thì nó ít có cơ hội tỏa sáng hơn những điểm nổi bật khác trên chiếc phablet này, điển hình như phong cách thiết kế mới cùng chất liệu kim loại và mặt kính sang trọng. Galaxy Note 5 thì không sử dụng chip xử lý từ Qualcomm mà là Exynos 7420 do chính Samsung sản xuất. Con chip này thì cũng được tích hợp bộ giải mã DAC của Watson. Watson thì là một tên tuổi đến từ Scotland, chuyên về lĩnh vực sản xuất chip xử lý tín hiệu hỗn hợp. Theo đó thì bộ DAC trên Note 5 được đánh giá là cho khả năng xuất tín hiệu âm thanh tốt hơn các chip xử lý được trang bị sẵn trên các phiên bản máy chạy chip Qualcomm. Đồng thời thì Samsung cũng trang bị một số phần mềm khác như là Ultra High Quality Sound dùng để nâng cấp trải nghiệm âm thanh từ các file nhạc chất lượng thấp. Theo đánh giá thì tính năng này thực sự hiệu quả khi nâng cấp chất lượng âm trên file nhạc chất lượng kém khá tốt. Thiết bị cuối cùng trong danh sách sẽ là một phương án mang tính vui vẻ của cáo, chip flagship Bphone Made in Việt Nam. Thực ra thì việc mua thiết bị này chỉ để phục vụ cho việc nghe nhạc chắc chắn sẽ mang lại nhiều tranh luận. Tuy nhiên thì chúng ta hãy phân tích một chút về thiết bị này. Đầu tiên thì Bphone là chiếc smartphone có chất lượng âm thanh hàng đầu thế giới. Trên website của BKV thì cũng đăng tải thông tin về Bphone như là một chiếc smartphone được đánh giá là nghe nhạc hay nhất thế giới. Cách quảng bá của Bphone cũng khá đặc biệt. Trước khi ra mắt chính thức, Bphone được sử dụng để làm một bài kiểm tra thực tế mang tên là chiếc hộp thần thánh. Bphone thì được đặt trong một chiếc hộp màu đen. Đối thủ của nó sẽ là chiếc iPhone 6 Plus và Xperia Z3. Ba thiết bị này thì được sử dụng và lấy nhận xét từ rất nhiều người, đa số là những người có thói quen nghe nhạc qua điện thoại, thậm chí là có cả chuyên gia trong lĩnh vực âm thanh. Tất nhiên là chiếc hộp đựng Bphone sẽ được đánh giá là cho khả năng phát nhạc ấn tượng, âm thanh trong, có chiều sâu và độ chi tiết cao hơn. Vị chuyên gia âm thanh cũng nhận định chiếc Bphone mang lại không gian âm nhạc khác biệt, âm thanh từ nhạc cụ được phát ra chân thực, không tạp âm.
Tuy nhiên thì như Cáo đã nói, Bphone cũng chỉ như là một sự gợi ý vui vẻ, vì thực tế là Cáo cũng chưa lần nào được cầm cũng như thử nghiệm nghe nhạc từ chính thiết bị này. Những thông tin về phần cứng được trang bị bên trong của Bphone hỗ trợ thế nào cho tác vụ nghe nhạc thì cũng bị giữ kín. Để đánh giá tốt hơn về Bphone, Cáo rất mong nhận được những nhận xét phản hồi từ các bạn may mắn trải nghiệm cũng như đã sở hữu thiết bị này. Và đó là tất cả những nội dung mà Cáo muốn cung cấp đến các bạn trong video hôm nay. Nhìn chung là chất lượng âm thanh khi trải nghiệm vẫn sẽ còn phụ thuộc khá nhiều những khía cạnh khác, điển hình như chất lượng pha nhạc, bộ tai nghe sử dụng kèm, vân vân. Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi channel. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại.